Từ nhiều năm qua, ông Võ Văn Sáng, nông dân ở ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã đảm trách thi công miễn phí hơn 40 cây cầu bê tông để người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. Đây là cầu HT5 ở xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, vừa mới đưa vào sử dụng. Cầu HT5 là công trình nông thôn có quy mô lớn so với những cây cầu bê tông khác. Điều đáng quan tâm đó là sau khi hạch toán, chi phí xây cầu đã tiết kiệm gần 50%, nghĩa là theo dự toán ban đầu, kinh phí ước tính khoảng 2 tỷ 500 triệu đồng, nhưng khi hoàn thành chỉ tốn hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Sở dĩ tiết kiệm được chi phí là do ông biết vận dụng nguồn lực và nhân lực vì cộng đồng để chung tay xây dựng. Đội làm cầu do ông Tư Sang chỉ huy có 24 người, nhưng tất cả đều tâm quyết vì mục tiêu chăm lo xã hội mà không đòi hỏi bất cứ thù lao nào. Cái đội thi công lúc nào cũng sát cánh bên chú Tư, sớm hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng trước thời gian quy định. Đặc biệt hơn nữa là qua cái quá trình xây dựng, khi sử dụng biết vận dụng và tái sử dụng mới đạt được là 50% theo cái dự toán của thiết kế. 15 năm qua, ông Sáng đã tham gia cùng nhà nước miệt mài bắt cầu cho dân đi. Đối với ông Võ Văn Sáng, làm từ thiện là thú vui, là lẽ sống trong những lúc nông nhàn.